chúng ta sẽ cùng chuyển sang dạng 4 là tính thời điểm vật đi qua vị trí lần từ n. Thì cái lần từ n đây chính là năm mà các bạn thi đại học. Ví dụ như các em thi đại học vào năm 2023 thì lần từ n đây chính là lần thứ 2023. Còn nếu em thi đại học vào năm 2024 thì lần từ n đây chính là lần thứ 2024. Bạn phải hiểu cái cấu trúc ra đề bài ở cái dạng 4 này là gì. Và ở trong dạng 4 này thì chúng ta sẽ có ba kiểu bài hay thi. Vậy, dấu sao đầu tiên của chúng ta là một số kiểu hay thi. Và bây giờ các bạn sẽ chia quyển vở thành 3 cột bằng nhau để chúng ta sẽ cùng phân tích từng kiểu một nó có đặc điểm là gì. Các bạn cùng chia quyển vở thành 3 cột bằng nhau nhé. Bây giờ cho các bạn khoảng tầm vài giây để các bạn kẻ cái bảng này vào vở. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau phân tích này. Nào, cái kiểu đầu tiên của chúng ta sẽ là xác định số lần vật đi qua vị trí có tọa độ x lần thứ n. Đó, chúng ta ghi ngắn gọn thôi nhé, là có tọa độ x. Vậy, bước đầu tiên để có thể làm dạng này là chúng ta phải xác định xem là trong một chu kỳ thì cái vật của chúng ta nó sẽ đi qua cái vị trí có tọa độ x là bao nhiêu lần. Bây giờ thì các bạn phải vẽ một cái đường tròn ra. Và giả sử trong tình huống này chúng ta xét cái tọa độ x là dương thì nó sẽ nằm ở trong miền từ O đến biên dương, đúng không? Là đây. Thì các em chú ý là cái vị trí này của chúng ta nó sẽ cắt đường tròn tại mấy điểm nhỉ? Nó sẽ cắt đường tròn tại hai điểm, đúng không? Điểm trên và điểm dưới. Vậy rõ ràng các em thấy là trong một cái chu kỳ chuyển động thì vật của chúng ta sẽ đi qua vị trí có tọa độ x là hai lần, một lần đi qua theo chiều dương và một lần đi qua theo chiều âm. Vậy chúng ta sẽ có một kết luận là trong một chu kỳ, nhớ nhá, đây đang xét ở trong một chu kỳ, được chưa? Thì vật sẽ đi qua cái vị trí có tọa độ x là hai lần. Các em nhớ ghi, nhớ vẽ đường tròn ra, rồi các em ghi kết luận sau đây. Trong một chu kỳ, vật đi qua vị trí theo yêu cầu là hai lần. Trong một chu kỳ, vật đi qua vị trí theo yêu cầu là hai lần. Và các em lưu ý này, ở trong cái đi qua vị trí có cái tọa độ x này, nó sẽ có một cái trường hợp đặc biệt. Theo các bạn, nó có một cái trường hợp đặc biệt nó rơi vào vị trí nào? Cái này các bạn nhớ này, nghe nhá, đa số nếu đi qua tọa độ x thì trong một chu kỳ đều để đi qua hai lần. Nhưng nó sẽ có hai vị trí đặc biệt sau đây. Các em phải lưu ý và tỉnh táo một tí xíu nhá. Và hai vị trí đó là gì thì các bạn cùng tập trung lên đây này. Đây. Cái này thì các bạn nghe thêm thôi. Đây nhá. Các bạn chú ý này, hai cái vị trí đặc biệt đó chính là vị trí biên dương và vị trí biên âm. Thì các em ơi, trong một chu kỳ nếu chúng ta xét cái vị trí mà vật đi qua là x ở đây bằng a, được chưa? Hoặc x ở đây bằng trừ a, tức là nó sẽ nằm ở biên dương này, đó, và ở biên âm này. Thì trong một chu kỳ thì vật của chúng ta nó chỉ đi qua một lần duy nhất thôi. Thì đây là cái trường hợp biệt thì chúng ta tính sau. Còn đa số phải nhớ nhá, đa số nếu xét đi qua cái tọa độ x bất kỳ ngoài hai vị trí này ra thì trong một chu kỳ nó sẽ đi qua tổng cộng là hai lần, được chưa? Còn riêng hai trường hợp này nó chỉ một lần thôi, bởi vì nó chỉ có một vị trí duy nhất ở trên đường tròn. À, thì đó là trường đặc biệt các em cần phải lưu tâm vào nhé. Nào, chúng ta sẽ chuyển sang kiểu thứ hai là chúng ta sẽ xét đi qua cái tọa độ x nhưng có tính đến chiều chuyển động, có thể là đi qua theo chiều dương hoặc đi qua theo chiều âm. Đây. Cái thứ hai là tọa độ x đi qua vị trí có tọa độ x tính chiều chuyển động, tính đến chiều chuyển động. Thì các bạn cũng sẽ vẽ một cái đường tròn vào. Và các bạn lưu ý này, nó sẽ khác cái kiểu đầu tiên ở chỗ nào? Thì cái tọa độ x của chúng ta nó cũng cắt đường tròn tại hai điểm.
Nhưng nếu chúng ta xét đi qua theo chiều dương thì chúng ta sẽ lấy vị trí ở bên dưới, tức là chấm màu xanh này. Còn nếu chúng ta xét đi theo chiều âm thì chúng ta sẽ lấy ở chấm màu đỏ ở bên trên này. Đấy, các bạn chú ý vào nhá. Thì rõ ràng là bạn hiểu vấn đề là trong một chu kỳ, nếu chúng ta đi qua vị trí x theo chiều dương thì chỉ có duy nhất một lần, và tương tự đi theo chiều âm cũng chỉ có duy nhất một lần thôi. Vậy ở đây chúng ta phải có một cái kết luận sau này. Là trong một chu kỳ vật đi qua vị trí theo yêu cầu là một lần. Nó sẽ khác nhau nhé, tập trung vào. Trong một chu kỳ vật đi qua vị trí theo yêu cầu là một lần. Nếu bạn xét đi theo chiều dương, bạn sẽ lấy điểm ở bên dưới. Còn nếu bạn xét đi theo chiều âm thì bạn sẽ lấy điểm ở bên trên. Nào, và chúng ta chuyển sang cái kiểu thứ tư, à cái kiểu thứ ba của chúng ta. Cái kiểu thứ ba là kiểu mà các bạn hay bị sai nhất. Kiểu thứ ba này là chúng ta sẽ đi qua cái vị trí cách vị trí cân bằng một đoạn bằng x. Bạn nhớ nhé, cách vị trí cân bằng một đoạn bằng x. Vậy trong trường hợp này thì một chu kỳ vật sẽ đi qua vị trí đó bao nhiêu lần? Thì các bạn tập trung vào cái trường hợp thứ ba nhé. Chúng ta cũng có đường tròn như sau. Nếu chúng ta xét vật đi qua vị trí cân bằng và vật đi qua vị trí cách cân bằng một đoạn bằng x về phía bên phải, thì chúng ta có vị trí này, chúng ta cắt đường tròn tại hai gì đây? Hai điểm. Được chưa? Còn nếu chúng ta xét đi qua vị trí cách cân bằng một đoạn bằng x về phía bên trái, tức là đoạn ở bên này đây. Đoạn này nó cũng có cái độ lớn bằng x. Thì cái vị trí này cũng sẽ cắt đường tròn tại hai điểm. Vậy các bạn thấy là trên đường tròn của chúng ta sẽ có tổng cộng là bao nhiêu điểm nhỉ? Sẽ có tổng cộng là 4 điểm mà tại đó vật đều đang cách vị trí cân bằng một đoạn bằng x. Ở đây là nói về khoảng cách thì chúng ta phải dùng độ lớn của x, đúng không? Các bạn chú ý vào. Và đến đây chúng ta phải có 4 điểm tất cả. Các bạn nhớ là phải vẽ hình vào sau đó kết luận nhé. Các bạn thấy là khi chuyển động trong một chu kỳ, trong một cái vòng quay thì vật của chúng ta sẽ đi qua vị trí đó tổng cộng là 4 lần. Trong một chu kỳ vật đi qua vị trí theo yêu cầu là 4 lần. Vì cái khoảng cách này nó là độ lớn nên chúng ta có thể lấy về bên phải và lấy về bên trái. Bên phải cắt 2 điểm, bên trái cắt 2 điểm thì tổng trên đường tròn sẽ là 4 điểm. Và rõ ràng là trong một cái chu kỳ chuyển động, vật nó sẽ đi qua cái vị trí đó là 4 lần. Thì đây nó là ba kiểu bài hay xuất hiện trong đề thi. Các bạn nhớ là phải ghi cẩn thận vào. Nào, sau đây thì chúng ta lại bắt đầu vào cái phần phương pháp này. Nào, dấu sao tiếp theo là phần phương pháp. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi vào các cái bước để có thể làm được cái dạng 4 này. Bước 1. Gọi chung số lần vật đi qua vị trí yêu cầu trong một chu kỳ là Q. Gọi chung số lần vật đi qua vị trí yêu cầu trong một chu kỳ là Q. Và đây Q có thể bằng 1, có thể bằng 2 hoặc có thể bằng 3. Các bạn chú ý vào nhé. Tiếp theo, bước 1 là chúng ta sẽ bắt đầu lập tỷ số. Bước 1 là chúng ta sẽ lập tỷ số. Và cái tỷ số này là gì? Lập tỷ số n trên q. Trong đó n là số lần mà đề mà yêu cầu, còn q nó là số lần mà vật đi qua vị trí yêu cầu trong một chu kỳ. Và các em học toán rồi, khi các em lấy hai số chia nhau nó sẽ xảy ra mấy trường hợp nhỉ? Nào, nó sẽ xảy ra mấy trường hợp? Ví dụ như này nhé, bạn cầm máy tính lên này. Đây, ví dụ này, xem nó sẽ xảy ra mấy trường hợp nhé. Đây, ví dụ này, các bạn lấy 2023, các bạn chia đôi, đúng không? Thì các bạn thấy là khi chúng ta lấy 2023 chúng ta chia đôi ra thì các bạn thấy đây là ra một số 1011,5, nó là một số không nguyên. Nhưng bây giờ các bạn lấy 2024, 2024
Đúng chưa? Các bạn chia đôi ra thì các bạn lại ra một số là 1012, thì đây là số nguyên. Vậy khi các bạn lấy hai số chia nhau thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp, một là cái tỷ số đó ra là một số nguyên, hai là cái tỷ số đó là một số không nguyên. Thì đến đây chúng ta sẽ làm thế nào tiếp theo thì bạn cùng ghi tiếp này. Ngày tiếp theo, nếu tỷ số đó nguyên, ví dụ như bạn chia ra là 504, 506 hoặc 1012 thì ta phải trừ đi 1, thì ta phải trừ đi 1. Bạn nhớ các bước nhá. Đây nó là các cái nguyên tắc để các bạn có thể làm cái dạng 4 này. Đây là một phương pháp rất là khác luôn. Khi bạn hiểu rồi nó cực kỳ khác tất cả mọi chỗ luôn. Và là giải quyết cái dạng 4 này nó cực kỳ nhanh luôn. Được chưa? Thì ví dụ nhá, bạn lập tỷ số NGQ bạn ra là 1012 thì bạn phải trừ đi 1, tức bạn chỉ lấy bao nhiêu thôi? Bạn chỉ lấy là 1011 chu kỳ thôi. Phải hiểu nhá. Và tí vào dạng bài tập thì các bạn sẽ rõ hơn các cái bước này. Nào, vậy chúng ta sẽ bắt đầu thiết lập cái khoảng thời gian delta t như sau. Delta t của chúng ta bằng n trên q trừ 1 nhân với cả chu kỳ và cộng với cả delta t dư. Delta t của chúng ta sẽ lấy n trên q trừ 1 nhân chu kỳ và các bạn cộng với cả delta t dư. Thì đó là trường hợp khi cái tỷ số của chúng ta mà là nguyên. Vậy tỷ số không nguyên thì chúng ta làm như nào? Thì các bạn gạch đầu dòng tiếp theo này. Nếu tỷ số không nguyên, ví dụ như bạn tính ra là 504,56 hay 503,567 thì các bạn phải lấy phần nguyên trước dấu phẩy. Ví dụ như 504,56 thì các bạn sẽ lấy là 504 chu kỳ. Cái phần nguyên bạn chú ý này, cái phần nguyên trước dấu phẩy đây là 504 hoặc 503. Được chưa bạn? Hoặc như thế này. Rồi gọi tập trung này, máy tính đâu? Máy tính hiện lên. Ví dụ bạn lấy 2023, kem chia đôi ra, đúng không? Thì bạn thấy đây là một số không nguyên, thì nếu bạn lấy thì bạn lấy phần nguyên trước dấu phẩy, tức là 1011 chu kỳ. Đó là cái nguyên tắc của chúng ta nhé, các em phải lưu ý thật kỹ điều này vào. Được chưa nhỉ? Vậy chúng ta sẽ thiết lập khoảng thời gian delta t như sau. Delta t của chúng ta sẽ bằng phần nguyên nhân chu kỳ cộng với cả delta t dư. Delta t của chúng ta chính là phần nguyên các bạn nhân chu kỳ và cộng với cả delta t dư. Vậy cái thằng delta t dư ở đây nó là gì? Chúng ta sẽ vào các cái ví dụ ta sẽ hiểu ngay vấn đề. Còn đây nó là các cái bước để chúng ta có thể làm được dạng 4. Và bây giờ để tính nốt thằng delta t dư này chúng ta cần phải sử dụng phương pháp đường tròn. Vậy bước thứ hai của chúng ta là sử dụng phương pháp đường tròn để tính nốt delta t dư. Bước thứ hai, sử dụng phương pháp đường tròn để tính nốt delta t dư. Và ở đây chúng ta gọi chung cái dạng 4 này và chúng ta sẽ có một phương pháp, đó là phương pháp n trên q. Lập tỷ số n trên q chúng ta có hai bước. Bước 1, lập tỷ số. Bước sau đó xác định xem nó nguyên hay không nguyên. Được chưa? Và bước thứ hai là các bạn tính nốt cái khoảng thời gian delta t dư đó bằng phương pháp đường tròn. Nhưng cái thằng q nhớ này, cái q ở đây các bạn phải xác định thật chuẩn nhá. Các bạn xác định sai q thôi là coi như cả bài các bạn bị sai ngay. Q là số lần vật đi qua vị trí theo yêu cầu một trong một chu kỳ, nhớ là trong một chu kỳ. Được chưa nhỉ? Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang các cái ví dụ này. Chúng ta sẽ vào ví dụ 1. Ví dụ 1 nha. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x bằng 12 cốt mở ngoặc 4pt các em trừ đi pi trên 3. Các em trừ đi pi trên 3. Và đề bài cho là kể từ thời điểm ban đầu. Cái thời điểm ban đầu này chúng ta dựa vào pha ban đầu để xác định được chưa? Và đề bài yêu cầu là xác định thời điểm vật đi qua vị trí có ly độ x bằng trừ 6 căn 3 cm lần thứ 2023. Lần thứ 2023. À, các bạn ghi đề bài thật nhanh nhé. Sau đó chúng ta thầy sẽ hướng dẫn mẫu các bạn cái ví dụ 1 này. Xem ví dụ 1 này các bạn làm như thế nào. Và bạn hiểu cái delta t dư ở đây là gì. Chỉ cần bạn tập trung vào câu A thôi là bạn sẽ hiểu ngay cái vấn đề của cái dạng 4 này chúng ta cần phải làm những gì.
Thì cái bước đầu tiên nó liên quan tới thời điểm và liên quan đến thời gian thì các em phải đi tính chu kỳ ngay, đúng không? Bạn có omega là 4π rồi thì bạn tìm ra ngay chu kỳ thôi. Nào, các bạn ghi đề bài nhanh nhá. Thì chúng ta cùng nhau làm mẫu của A này. Thì chu kỳ của chúng ta sẽ bằng 2π, các em chia cho omega, đúng không? Và bạn lấy 2π, bạn chia cho omega là 4π, thì bạn ra ngay thằng chu kỳ của chúng ta nó là 0,5 giây. Và rõ ràng là trong cái tình huống này, đề bài yêu cầu chúng ta là vật đi qua vị trí x bằng trừ 6 căn 3, lần thứ 2023. Vậy các bạn sẽ vẽ ra này. Các em sẽ vẽ đường tròn ra nhé. Bắt buộc là phải vẽ đường tròn ra. Rồi, các bạn vẽ đường tròn ra này. Và ở đây chúng ta xét từ thời điểm ban đầu. Thì các bạn nhìn thời điểm ban đầu pha của chúng ta đang là trừ pi trên 3, đúng không? Chúng ta sẽ lấy ở bên dưới. Đây chính là thời điểm ban đầu. Đấy, đây chính là thời điểm t bằng 0. Và trừ pi trên 3 thì góc của chúng ta là 60 độ. Và cái vị trí x bằng trừ căn 3 của chúng ta nó âm và chúng ta phải lấy ở bên tay trái. Và cái vị trí này của chúng ta nó sẽ cắt đường tròn tổng cộng tại 2 điểm. Vậy rõ ràng là trong một chu kỳ thì vật sẽ đi qua vị trí đó mấy lần nhỉ? 2 lần đúng không? Vậy quy ở đây của chúng ta chính bằng 2. Đó, các bạn chú ý vào nhé, quy của chúng ta nó chính bằng 2. Và rõ ràng các bạn thấy là 6 căn 3 có tỷ lệ căn 3, chắc chắn góc của chúng ta ở đây nó là góc 30 độ. Góc 30 độ. Và bây giờ các bạn phải xác định thật chuẩn này, quy chúng ta có rồi đúng không? Nó suy ra này, quy của chúng ta ở đây nó bằng 2. Vậy bước tiếp theo của chúng ta là lập tỷ số n trên quy, n chia quy. Và n chia quy đây là 2023, các bạn chia cho 2, đúng không? Nào, các bạn cầm cái máy tính lên, bạn bấm đi xem 2023, bạn chia 2 ra bao nhiêu? 2023, các em chia đôi ra, thì rõ ràng bạn ra là 1011,5. Đúng chưa? Thì nó là một số không nguyên. Thì bây giờ bắt đầu thiết lập khoảng thời gian này. Cái delta t của chúng ta ở đây nó được tính từ thời điểm ban đầu đến thời điểm chúng ta cần đi qua vị trí đúng không? Thì ta có này. Rõ ràng nguyên tắc lấy là một số không nguyên, ta lấy phần nguyên là 1011, được chưa? 1011 chu kỳ. Các bạn cộng với cả delta t dư. Thì các bạn tập trung để phân tích này. Một chu kỳ chúng ta chuyển động đi qua 2 lần, hai chu kỳ là đi qua 4 lần, vậy 1011 chu kỳ đi qua bao nhiêu lần? Nào, bạn chỉ cần lấy 1011, các bạn nhân đôi lên là sẽ tìm ra số lần vật đi qua được trong 1011 chu kỳ, đúng không? Vậy lưu ý thằng này của chúng ta nó sẽ đi qua bao lần đây? Rồi, thằng này của chúng ta nó đã đi qua bao lần nhỉ? 1011 nhân đôi này thì đã đi qua vị trí đó là 2022 lần. Vậy các bạn hiểu thằng delta t dư của chúng ta ở đây nó làm gì không? Delta t dư ở đây của chúng ta chính là đi nốt cái lần còn lại. Nào, tổng đề bài yêu cầu là đi qua 2023 lần mà sau 1010 chu kỳ nó đã đi qua 2022 lần rồi. Vậy sẽ còn lại một lần nữa, một lần nữa. Đó, vậy thằng delta t dư chúng ta sẽ có nhiệm vụ đi nốt một lần còn lại. Hiểu vấn đề chưa? Vậy nhìn này, sau một chu kỳ vật về đúng vị trí ban đầu, sau 1010 chu kỳ vật cũng về đúng vị trí ban đầu và vật cần phải đi qua vị trí x bằng trừ 6 căn 3 một lần nữa. Vậy chúng ta tiếp tục quay một lần nữa, tức là quay từ đây đến đây đó. Thì ở đây các bạn tìm vào góc quay để đi nốt một lần còn lại thì rõ ràng là khoảng thời gian delta t dư các em cũng sẽ tìm ra được ngay. Hiểu vấn đề không? Đó, thì đây chúng ta xem chúng ta quay góc bao nhiêu này, chúng ta cùng xem quay góc bao nhiêu nhá. Nào, 60 này, đúng chưa? Tiếp tục này, 90 này. Đó, quay góc rất to luôn. Và cuối cùng là góc bao nhiêu đây? Góc 60 nữa. Góc 60 nữa. Đó là tổng góc quay của chúng ta. Đấy, bạn chú ý vào. Được chưa? Vậy ta quay từ đây đến đây này, là quay 60 này, 60 này. Được chưa? Tiếp tục này, 90 này. Và quay nốt từ đây đến đây nó là 60 nữa. Vậy cái delta t dư này chúng ta sẽ quay tổng góc bao nhiêu nhỉ? Các bạn có nhẩm ra được không? 60, 90, 60 thì là bao nhiêu nhỉ? Thì bạn quay là 210 đúng không? 210. Đó, vậy đây ta có ngay được delta t. Và delta t này được tính bằng t trừ đi t0 vì nó được tính từ thời điểm ban đầu.
thì bạn có là 1011 chu kỳ bạn có rồi là 0,5 giây. Nhân delta t ở đây tức là cộng góc quay của chúng ta là 210, 210. Các bạn nhân t là 0,5, sau đó các bạn chia cho 360 độ. Đó, và đây các bạn tìm ra ngay được cái thằng delta t là bao nhiêu nhỉ? 1011 nhân 0,5 này cộng với cả 210 nhân 0,5 chia 360 thì bạn tìm ra được nó là 12139 phần 24 đúng không nhỉ? Đấy, các em tìm ra ngay là 12139 139 nhá, 139 phần 24. Đó, phần 24. Nào các em có hiểu cái vấn đề bài toán này không? Một phương pháp rất là khác biệt luôn. Khi các em hiểu rồi em chấp tất cả các dạng bài đi qua lần thứ n luôn. Và bài toán này hỏi thời điểm và rõ ràng là t0 đây bằng 0 nên các em suy ra được cái thời điểm của chúng ta t nó chính là 12139 phần bao nhiêu đây? Phần 24 giây. Thì đây nó chính là kết quả của câu A. Bạn chú ý nhá, được chưa? Các bạn chưa cẩn thận vào, sau đó các bạn thử tự làm câu B xem kết quả nó ra bao nhiêu này. Nào, câu B của chúng ta nhé. Các bạn cứ chữa bài đi, các bạn cứ chữa cẩn thận câu A vào. Sau đó sẽ cho các bạn thời gian để các bạn làm câu B. Đấy, và các bạn có đang hiểu cái delta t dư là gì chưa? Delta t dư ở đây là cái số lần đi nốt còn lại. Thế sau 1010 chu kỳ thì vật đã đi qua vị trí đó 2022 lần rồi và còn thiếu một lần nữa. Vậy delta t dư của chúng ta sẽ đi nốt một lần còn lại. Nó hiểu vấn đề không? Nào, bây giờ đến câu B này. Câu B. Vật đi qua vị trí có ly độ x bằng 6 căn 2 cm lần thứ 2023. Vật đi qua vị trí x bằng 6 căn 2 cm lần thứ 2023. Nào, chúng ta bắt đầu làm nhá. Nào, các bạn đã chinh phục được cái câu này chưa? Nào, câu B đáp án bạn là bao nhiêu nhỉ các em nhỉ? Nào, câu B đáp án bao nhiêu đây? Thì rõ ràng là trong bài toán này thì cái quy của chúng ta nó vẫn là 6, là mấy lần nhỉ? Là 2 lần đúng không? Một chu kỳ vẫn đi qua 2 lần. Đấy, các bạn cứ vẽ đường tròn ra là ra ngay này. Nhưng chú ý nhé, ở đây là cái thằng x của chúng ta dương nhá, nên các em phải chú ý về góc quay, không cẩn thận bị nhầm ngay. Thời điểm ban đầu thì chúng ta cũng có là góc chữ pi 3 ở đây này. Đây là t bằng 0 thì các bạn lưu ý một tí xíu này. Thì rõ ràng là chú ý này, đoạn khi bạn dòng ở đây này thì góc 60 đúng không? Thì cái này của nó là 6 cm, biên độ là 12 đúng không? 6 mà. Đúng không? Vậy đoạn từ đây đây là 6 này. Thì cái thằng 6 căn 2 ở đây bạn phải lấy nhô ra một tí xíu này. Đó, lấy phải chuẩn nhá, không bị nhầm ngay đấy. Đây, sao có nào từ đây đây. Và cái vị trí này sẽ cắt đường tròn tại hai điểm. Trên và dưới. Nào, chúng ta tiến hành làm này. Ở đây rõ ràng là quy của chúng ta thì nó vẫn là bằng 2.
Đúng không? Lập tỷ số n chính quy nó không khác gì cậu a cả. Nó vẫn ra là 1011,5. Sau đó bạn thiết lập thời gian delta t. Delta t ở đây chúng ta nó sẽ làm bao nhiêu đây? Lấy phần nguyên là 1011 chu kỳ, đúng không? Và bây giờ các bạn sẽ nhớ này, sau 1011 sau 1011 chu kỳ đã đi qua được 2020 lần rồi. Vậy các bạn vẫn thiếu một lần còn lại. Đúng không? Vậy một lần còn lại các bạn sẽ quay góc bao nhiêu? Các bạn chú ý này, sau 1011 chu kỳ vật sẽ quay về vị trí ban đầu t0. Và chúng ta cần phải đi đến vị trí x bằng 6 căn 2 cm lần cuối cùng. Đúng không? Tức là quay từ đây đến đây. Và góc quay nó nhỏ nhỏ này, góc này này, nào các bạn có nhìn ra góc này là bao nhiêu không? Cả góc to đùng này là 60 độ, đúng không? Và cái góc trong này là bao nhiêu nhỉ các bạn ơi? Cái góc trong này của chúng ta là bao nhiêu đây? Đoạn này là 6 căn 2, đúng không? Thì rõ ràng góc trong nhỏ nhỏ này là 45 độ, 45 độ. Đấy, các bạn chú ý vào nhá, cái này là 6 căn 2 này. Thì rõ ràng là chúng ta sẽ quay từ đây, đây là chúng ta sẽ quay thêm 15 độ nữa. Vậy thằng delta t dư ở đây là chúng ta sẽ quay tiếp 15 độ. Vậy ta thay vào luôn, 15 nhân t, 15 nhân t các bạn chia cho 360 độ. Đã, khi hiểu rồi phải làm nhanh vào. Được chưa? Đây là góc quay của chúng ta này. Đây là chính là cái góc quay của chúng ta này. Đó, nhớ là phải vẽ vào nhá, quay từ đây đây. Nào, chúng ta thay số vào thì các bạn tìm ra được cái thằng delta t ở đây thì nó chính là cái thời điểm vì chúng ta tính từ lúc ban đầu, đúng không? Thì bằng bao nhiêu nào? 1011 nhân 0,5 cộng với cả 15 nhân với cả 0,5 trên 360 thì bạn tìm ra nó là bao nhiêu đây? Bạn tìm ra nó là 24265 phần 48 đúng không? 24 này, 265 này phần 48. Đấy, các anh chú ý vào. Cố gắng phần phương pháp học chắc vào thì các bạn mới làm bài tập nhanh được đúng không? Thì đây chỉ đó chính là kết quả của chúng ta. Nào, các em có hiểu bài không nhỉ? Các em có hiểu bài không? Được không nhỉ? Ta quay góc nhỏ này, các bạn chú ý vào nhé, ta quay góc nhỏ này. Cả góc to đùng này nó là 60 nhá, mà cái góc trong này chúng ta là 45 thì rõ ràng góc nhỏ này nó quay thêm là quay 15 độ đúng không? Thì đó là câu B. Nào, tiếp tục này, chúng ta sẽ chuyển sang câu A. À, chuyển sang câu C này. À, câu C của chúng ta là sẽ là đi qua vị trí cân bằng, đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. À, bài toán này có xét chiều động này lần thứ 2023. Đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ 2023. Nào, bắt đầu suy nghĩ nhá. Cũng chỉ gần 1 phút thôi. Nào, các bạn đã chinh phục được cái ví dụ một câu C chưa? Nào, chúng ta cùng làm nhé. Các bạn lưu ý này, cái vị trí cân bằng của chúng ta là tại đó cái ly độ nó bằng 0 nhá, x bằng 0. Đó, và đây đi theo chiều dương cái vận tốc đề bài cho chúng ta là lớn hơn 0. Đúng không nhỉ? Nào, bây giờ ta sẽ cùng nhau vẽ đường tròn ra. Xem cái vị trí đó nó ở đâu và chúng ta sẽ làm như thế nào.
Bài toán này nó sẽ khác đấy nhá, nó không phải là q bằng 2 đâu nhá, các bạn chú ý vào, không phải nhầm đấy, được chưa? Vị trí ban đầu thì nó vẫn không thay đổi gì cả, nằm ở đây. Góc này vẫn là 60, thì các bạn chú ý này, cái vị trí x bằng 0 thì ở vị trí này, đây, đây, chính là x bằng 0 này, vị trí cân bằng này, đúng không bạn? Và ở đây rõ ràng nó vẫn cắt đường tròn tại hai điểm trên và điểm dưới, nhưng để bài yêu cầu đi qua theo chiều dương, nên chúng ta chỉ lấy điểm ở bên dưới thôi, đúng không? Đây, vậy điểm ta cần xét là điểm này. Đó, vậy rõ ràng là trong một chu kỳ của chúng ta thì vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương là một lần. Vậy các em có ngay là Q bằng 1. Sau đó bước tiếp theo các em lập tỷ số N trên Q. Đúng không? Thì bạn lấy 2023, các bạn chia 1 thì bạn ra là 2023 lần. Nó là một số nguyên thì nguyên tắc thiết lập khoảng thời gian chúng ta phải trừ đi 1. Tức là delta T của chúng ta sẽ lấy là 2022 nhân với cả chu kỳ và cộng với cả delta T dư. Vậy chú ý một chu kỳ đi qua một lần, hai chu kỳ đi qua hai lần thì 2022 chu kỳ sẽ đi qua vị trí đó là 2022 lần. Và cái delta T dư này của chúng ta sẽ đi nốt một lần còn lại. Đó, còn chú ý vào. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có ngay delta T. Delta T của chúng ta này bằng này. Ở đây là chính là bằng thời điểm luôn vì chúng ta tính từ thời điểm ban đầu đúng không? Bằng T luôn này. Nào, bây giờ các bạn chú ý này, sau 2022 chu kỳ vật quay về đúng vị trí ban đầu. Đúng chưa? Và còn thiếu một lần nữa, vậy ta quay từ đây đến đây. Quay một góc khá là to như này. Đó, đến thời điểm T này, quay góc khá là to như này. Và các bạn nhìn ra quay góc bao nhiêu không nào? Những cái góc to như thế này thì các em phải chú ý là các em phải lấy 360 độ, em trừ đi góc nhỏ nhỏ này là trừ đi 30. Đó, vậy ở đây quay góc là 360, các em trừ đi 30 là 333 độ. Vậy cái delta T dư này các em sẽ quay nốt 330 độ, 333 độ nữa. À, 330 độ nữa nhá, đúng không? Vậy ta sẽ thay vào ta có này. 2022 các em nhân chu kỳ là 0,5, các bạn cộng với cả 330, các bạn nhân với cả 0,5, sau đó các em chia cho 360 độ. Đấy. Nào, đây các bạn tìm ra cái thằng T là bao nhiêu luôn ạ. Nào, cầm máy tính lên bấm đi xem nó T nó bằng bao nhiêu. 3 2022 0,5 cộng với cả 330 nhân 0,5 chia 360. Thì bạn tìm ra nó là 24275 phần 24. 24 này. 24275 phần 24. Được chưa? Vậy bây giờ sẽ giải thích cho các bạn là vì sao chúng ta không lấy cả 2023 mà chúng ta phải trừ đi 1 này. Các bạn tập trung vào cái phần giải thích này nhá. Nó rất là quan trọng này. Đây, góc này chúng ta nó sẽ còn lại góc 30 độ này. Nào, các bạn chú ý nhá. Đây là phân tích này. Nếu chúng ta lấy cả 2023, đây, chú ý nhá, đây là giả sử này. Đang phân tích cái sai bạn này, giả sử. Giả sử nếu ở đây chúng ta lấy cái khoảng thời gian delta T mà chúng ta lấy cả 2023 chu kỳ thì theo các bạn nó sẽ sai ở điểm nào? Nào, rõ ràng là một chu kỳ của chúng ta nó cũng đi qua vị trí đó, là một chu kỳ là một lần, thì khi vật chuyển động 2023 chu kỳ thì nó vẫn đi qua cái vị trí đó là 2023 lần, nhưng nó sai ở chỗ nào? Các bạn phải hiểu là cái thời điểm vật đi qua, tức là đến đúng cái thời điểm 2023 thì chúng ta phải dừng lại. Chúng ta tính thời gian. Vì cái thời gian của chúng ta được tính đến khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ 2023. Và nếu bạn chú ý này, nếu bạn tính cả bạn tính nó cả là 2023 chu kỳ thì đáng lẽ ra này, đây, cái thời điểm của chúng ta đáng lẽ ra là đến đây là chúng ta bắt đầu tính T rồi, nhưng bạn vẫn phải theo cái quán tính là theo cái chu kỳ nguyên tắc là sau 2023 chu kỳ vật phải quay về đúng vị trí ban đầu. Vậy các bạn phải quay nốt từ đây đến đây nữa. Vậy rõ ràng là nếu bạn lấy cả 2023 bạn sẽ thừa ra khoảng thời gian này. Đó, bạn sẽ thừa ra cái khoảng thời gian ở phần gạch thế là bạn bị sai. Vì cái thời điểm là ta tính đến đúng lần thứ 2023 là ta tính T ngay. Các bạn có hiểu vấn đề không? Còn nếu bạn lấy cả 2023 chu kỳ thì đúng nó vẫn đi qua vị trí đó là 2023 lần, nhưng nó sẽ thừa cái thời gian ra. Vì bắt buộc có phải đi về đúng vị trí ban đầu nữa, nên nó sẽ thừa phần sọc sọc này này. Đấy, các em chú ý vào nhá. Được chưa? Thì đó là nguyên tắc để các bạn hiểu vì sao chúng ta phải trừ đi 1 mà chúng ta không lấy cả cái 2023. Đấy, các bạn chú ý nhá, hiểu chưa? Thì kết quả câu C của chúng ta nó là 24275 phần 24. Nào, câu tiếp theo của chúng ta nó là câu D này. Câu D.
Câu D của chúng ta là vật đi qua vị trí x bằng 6 căn 3 cm và đang chuyển động về vị trí bằng lần thứ 2023. Các bạn chú ý, câu D là vật đi qua vị trí x bằng 6 căn 3 cm và chuyển động về cân bằng lần thứ 2023. À, bắt đầu suy nghĩ nhá. Nào, câu D này đáp án là gì nhỉ các em nhỉ? Nào, câu D này đáp án là gì đây? Chúng ta sẽ cùng nhau xét nhá. Toàn gì nhỉ? Đường tròn ra là ra ngay đúng không? Cứ đường tròn ra là nó sẽ ra ngay. Vấn đề bài toán. Vị trí ban đầu thì nó không thay đổi gì cả. Đó, đây là t bằng 0. Các bạn chú ý này, thằng x của chúng ta là 6 căn 3, nó ở miền dương nhá, nên bạn lưu ý này. Khi bạn gióng thủy điểm T0 xuống, cái đoạn này là 6 này, thì 6 căn 3 ở này vẽ dài ra một tí xíu nhá, không bạn bị nhầm ngay, được chưa? Thì bạn chú ý là cái vị trí 6 căn 3 ở đây nó sẽ cắt đường tròn tại hai điểm, cắt đường tròn tại hai điểm. Nhưng bây giờ đề bài cho chúng ta là phải chuyển động về cái đâu đây? Phải chuyển động về vị trí nào nhỉ? Đây bạn chú ý nhá. Bạn nhìn này. 6 căn 3 là vị trí này, nó sẽ cắt đường tròn tại hai điểm. Nhưng ở đây chúng ta có lấy cả hai điểm hay không thì đọc đề bài đang chuyển động về cân bằng. Vậy nếu chúng ta lấy điểm bên dưới này thì cái xu hướng của vật là chuyển động như thế này. Mà chuyển động như này là chuyển động ra vị trí biên. Vậy điểm bên dưới không thỏa mãn về cân bằng. Nên chúng ta sẽ không thể nào lấy điểm bên dưới được. Còn nếu chúng ta lấy điểm bên trên này, cái điểm bên trên thì xu hướng của nó đang chuyển động như thế này. Nguyên tắc là chuyển động ngược chiều kim đồng hồ thì rõ ràng đang chuyển động về cân bằng. Đó. Vậy ở đây ta phải lấy điểm ở bên trên, rõ chưa các em? Ta phải lấy điểm ở bên trên nhé. Đây, ta phải lấy điểm ở bên trên như này. Và rõ ràng 6 căn 3 với cả 12 thì cái tỷ lệ là có căn 3 thì chắc chắn góc đây là 30. Còn góc ở dưới chúng ta là góc 60 vì pha ban đầu là trừ pi trên 3. Và vẫn tương tự ta có này, quy của chúng ta bằng 1. Đúng chưa? Thì cái tỷ số n trên quy của chúng ta nó sẽ là bằng 2023. Và các em thiết lập khoảng thời gian delta t luôn. Các em phải trừ đi 1 là lấy 2022 chu kỳ. Và các bạn cộng với cả delta t dư. Và đến đây phải nhìn nhanh delta t dư là bằng bao nhiêu. Sau 2022 chu kỳ vật về đúng vị trí ban đầu. Và còn thiếu một lần nữa. Và ta quay từ đây đến đây. Và các bạn nhìn thấy góc quay chưa? Góc quay ở đây nó sẽ là 30 cộng 60 là 90 độ. Vậy để đi nốt một lần còn lại thì chúng ta cần phải quay một góc là 90 độ. Đấy. Khi các em hiểu cái phương pháp này rồi, hiểu cái nguyên tắc n trên quy rồi, bạn làm bài tập này nó cực kỳ nhanh và bạn thấy dạng này nó very very easy luôn. 90 nhân t các bạn chia cho 360 độ. Và đây bạn thay số vào này, bạn có ngay đây là t ở đây nó chính là cái thời điểm chúng ta xét luôn. Đúng chưa? Nào bạn thay chu kỳ luôn vào nhé, xem ra bao nhiêu này. 2022 nhân 0,5 cộng với cả 90 nhân 0,5 trên 360 thì bạn tìm ra là 8089 phần 8 đúng không các bạn? 8089 phần mấy nhỉ? Phần 8 giây. Đó chính là kết quả của chúng ta. Các bạn nhớ là delta t nó chỉ bằng t khi chúng ta phải xét từ thời điểm ban đầu t0 này. Được chưa? Nào, tiếp theo là câu E. Câu E. Câu E của chúng ta thì nó sẽ sang một cái kiểu mới này. Câu E, vật đi qua vị trí cách vị trí cân bằng, vật đi qua vị trí cách vị trí cân bằng một đoạn là 6 căn 2 cm lần thứ 2023. Đấy, các bạn chú ý vào.
Nào, cậu E này thì các em ra đáp án là bao nhiêu đây? Nào, cậu E này là cái nhiều cái nhiều bạn bị sai như cậu E vì nó sẽ là quy bằng mấy nhỉ? Đấy, các bạn chú ý này. Các em có thể hiểu đơn giản là chúng ta đi qua cái vị trí có cái đi qua vị trí cách cân bằng một đoạn là 6 căn 3, tức là cái độ lớn của thằng ly độ chúng ta ấy, phải lấy là 6 căn 3. Đấy, hiểu đơn giản thế đúng không? Và đến đây rõ ràng là các em suy ra là x của chúng ta nó sẽ là bằng cộng trừ 6 căn 3. Đó, à, 6 trừ 6 căn 2 nhé. Được chưa? Thì chúng ta sẽ lấy ở miền dương và lấy cả ở miền âm nữa, đúng không? Đây, các bạn sẽ vẽ đường tròn ra. Cái vị trí ban đầu chúng ta nó vẫn ở đây. Đây là cái không. 6 căn 2 thì nó lớn hơn 6 đúng không? Nên chúng ta phải lấy nhô ra ngoài một tí xíu này. Đó, hai bên phải lấy cả hai bên luôn đúng không? Chú ý nhá. Cả hai bên luôn. Bên này cũng thế này. Đó, chú ý mà. Và ở hai bên của chúng ta này, nó đều có hết. Đó, vậy trong tình huống này quy của chúng ta nó phải mấy các bạn nhỉ? Rõ ràng bạn thấy là trên đường tròn nó sẽ có 4 vị trí này. Đó, chỉ vậy rõ ràng là trong một chu kỳ chuyển động sẽ đi qua vị trí này tổng cộng là 4 lần, đúng không? Vậy các bạn có ngay là quy bằng 4. Sau đó, bước tiếp theo của bạn sẽ lập tỉ số n trên quy. Là bạn lấy 2023 kem chia cho 4. Nào, bạn ra bao nhiêu đây? 202023 kem chia 4 thì bạn ra là 505,75 đúng không? 505 này. 505,75. Và lại là một số không nguyên thì bạn thiết lập khoản ra đây là t như sau. Bạn lấy phần nguyên là 505 chu kỳ. Sau đó các bạn cộng với cả delta t dư. Đó, vậy quan trọng nhất là bạn phải xem cái delta t dư để làm gì. Một chu kỳ các em đi qua 4 lần, hai chu kỳ là 8 lần thì 505 chu kỳ bạn đi qua vị trí đó là 2020 lần rồi, đúng không? Vậy thằng này đã đi qua vị trí đó là 2020 lần. Vậy các bạn đã biết delta t dư để làm gì chưa? Delta t dư của chúng ta ở đây là để đi nốt 3 lần còn lại, để đi nốt 3 lần còn lại. Đó. Vậy sau 505 chu kỳ vật đi về vị trí ban đầu. Và chúng ta cần phải đi tiếp 3 lần còn lại. Vậy 2021, 2022 và 2023 chúng ta cần phải quay đến đây. Đó, vậy các bạn xem là chúng ta cần phải quay thêm các bạn nhiêu nhỉ? Nào, 60 này, 90 này. Đúng chưa? Thằng này là 6 căn 2, góc này là 45 thì góc trên này là 45. Vậy tổng góc quay của chúng ta sẽ là 60 cộng 90 cộng 45 để đi đốt 3 lần còn lại. Hiểu vấn đề chưa? Vậy chúng ta sẽ thiết lập luôn khoảng thời gian. Thì đây các bạn suy ra này, các bạn suy ra delta t của chúng ta chính là bằng t và bằng 505 các bạn nhân chu kỳ là 0,5 cộng với cả delta t dư ở đây chúng ta sẽ là bao nhiêu đây? 60 cộng 90 cộng 45. Được chưa? Các bạn nhân với cả 0,5. Đó, rồi các em chia cho 360 độ. Được chưa? Và tìm ra cái delta t là bao nhiêu đây? Nào, bấm nốt đi nhá, xem ra bao nhiêu này. 505 nhân 0,5 cộng với cả 60 cộng 90 cộng 45 nhân 0,5 chia 360 thì bạn tìm ra nó là 12133 phần 48 đúng không? 12133 phần 48 giây. Đấy, cái đi 4 lần này thì phải lưu ý nhá. Thì đây đó chính là kết quả của câu E. Đấy, các bạn cần phải quay từ đây đến đây này. Các bạn nào chữa cần chữa thì chữa nhanh vào. Đấy, quay góc quay này, đây là cái góc quay của ta nhé. Đấy, chú ý vào. Nào, tiếp tục câu F này. Câu F này. Nào, câu F của chúng ta liên quan tới tốc độ này, liên quan đến tốc độ sẽ gọi gỡ câu F của gì nhá. Vật đi qua vị trí có tốc độ là 24 cm trên giây lần thứ 2023. Câu F này, vật đi qua vị trí có tốc độ là 24 pi cm trên giây lần thứ 2023. Câu này cẩn thận không bị nhầm nhá.
Nào, các bạn đã tìm ra được kết quả của F chưa? Nào, các bạn cẩn thận không bị sai nhé. Lưu ý này, cẩn thận không bị sai này. Đây, các bạn lưu ý là cái tốc độ của chúng ta là gì, các bạn em có nhớ không? Cái tốc độ ở đây nó chính là cái độ lớn của vận tốc. Đấy, chú ý vào nhá. Đi rõ ràng đề bài cho độ lớn vận tốc là 24π. Thì đây em suy ra là nếu em bỏ ra thì V ở đây nó phải bằng cộng trừ 24π. Và phải phân biệt rõ cái chữ tốc độ nhá. Tốc độ nó là cái độ lớn của vận tốc. Lên đây trị tuyệt đối của V nó bằng 24π. Vậy khi bạn phá ra nó sẽ bằng cộng trừ 24π. Và chỉ có đường tròn mới giúp chúng ta làm được thôi. Và đây nó liên quan tới vận tốc thì các em phải vẽ đường tròn đa trục. Chứ em làm đường tròn kia nó rất là lâu. Nhớ vào. Đây là V này. À đây là x này, xin lỗi nhá, đây là x này, trục của x này. Và đây là trục của V. Thì để có thể làm được liên quan vận tốc thì các bạn cần đi tìm V max đúng không? Và V max thì cũng rất là nhanh thôi. V max thì là A nhân omega. A của chúng ta thì nó là 12, 12. Omega của chúng ta thì nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Omega của chúng ta trong cái bài toán này nó là bao nhiêu đấy? Xem lại, ta lại quên. Omega của chúng ta thì nó sẽ là bằng 4π nhé. Omega nó sẽ là bằng 4π. Được chưa? 4π này. Đó, thì bây giờ các bạn tìm ra được ngay thằng V max của chúng ta là 12 nhân 4 là 48π. 48π cm trên giây. Được chưa? Vậy cái biên độ của vận tốc nó là 48π. Chú ý nhá, nó là 48π này. Vị trí ban đầu của chúng ta thì nó vẫn ở vị trí này, t bằng 0 ở đây. Đó, lưu ý vào nhá, đây là t bằng 0. Và các bạn nhìn này, cái tốc độ của chúng ta là 24π, đúng không? Vậy ở đây nếu chúng ta lấy ở miền dương thì nó bằng nửa. Bạn chú ý này, từ đây đến đây nó là 24 thì 40, à từ đây đây là 48 thì 24 của chúng ta là một nửa, đúng không? Một nửa lấy đây. Đó, cắt đường tròn tại hai điểm. Được chưa? Trừ 24 ở phía trên này cũng sẽ cắt đường tròn hai điểm. Đó, chú ý vậy nhá. Vậy ở đây bạn thấy là đi qua mấy lần nhỉ? Đi qua mấy lần nhỉ? Ở đây thì góc nó sẽ khó hơn cái kia nhá. Đây. Đây, dương 24 thì ở bên ở dưới này cũng có hai vị trí. Còn âm 24 ở bên trên này nó cũng có hai vị trí như này. Đấy, lưu ý vào, vậy rõ ràng là trong một cái chu kỳ quay thì nó sẽ đi qua vị trí đó tổng cộng là mấy lần đây? Là 4 lần nhé, các bạn chú ý vào. Đấy, được không nhỉ? Và bạn phải chú ý một tí xíu, ở đây đang là 24π, bán kính là 48π, thì góc này của chúng ta nó sẽ là góc 60 độ, góc 60 độ. Các em phải tinh mắt một tí nhá, được chưa? Cái này là về góc nó khó nhất này. Đây, cái tiếp theo chúng ta thì rõ ràng bạn chú ý là quy của chúng ta ở đây là 4. Đúng không? Bạn lập tỷ số N trên Q thì nó vẫn giống phần trên, đúng không? Là 505,75. Đến đây chúng ta có ngay, đây là T này. Lấy phần nguyên là 505 nhân với cả chu kỳ T. Và 505 chu kỳ sẽ đi qua được 2020 lần rồi. Và còn thiếu gì đây? Còn thiếu 3 lần nữa. Vậy các bạn chú ý này, xem 3 lần nữa ở đâu nhá. Chú ý nhá. Sau 505 chu kỳ về đúng vị trí ban đầu và cần quay tiếp 3 lần nữa. 2021, 2022 và 2023. Chúng ta cần quay từ đây đến đây. Nào bạn xem có quay bao nhiêu nhá. Từ đây đến đây là 60, 90, đúng chưa? Và góc này là 60 độ nữa. Vậy chúng ta cần quay là 60, 90 và 60. Hiểu vấn đề chưa? Đã phải chú ý vào. Đấy, các góc quay chúng ta như này. Đấy, quay đến đây, đúng chưa? Vậy ta sẽ có này, cộng với cả bao nhiêu đây? 60 cộng với cả 90 và cộng, nhớ này, cái góc này chúng ta là 60 độ này. Đó, vì vận tốc của chúng ta là 24π độ lớn đúng không? Đó, thì so với cái thằng biên độ là 48 là một nửa thì góc là 60 cộng với cả 60. Các bạn nhân T, sau đó các em chia cho 360 độ. À, bấm thật nhanh xem cái thời gian chúng ta ra bao nhiêu này. Bạn suy ra delta T của chúng ta này, nó bằng T này và nó bằng bao nhiêu đây? 505 nhân 0,5 cộng với cả 60 cộng 90 cộng 60 nhân 0,5 chia 360 thì bạn tìm ra nó là 6067/24, đúng không? 6067/24 giây.
Đây chính là kết quả của câu F. Nào, tiếp tục câu tiếp theo của chúng ta là câu G này. Nào, câu G này. Thì cái câu G này của chúng ta nó sẽ khác câu F ở điểm nào? Câu G là vật đi qua vị trí có vận tốc là -24 cm -24 pi căn 3 cm/giây lần thứ 2023. Đi qua vị trí có vận tốc là -24 căn 3 cm/giây lần thứ 2023. Vậy ở đây người ta nó đề cập tới cái giá trị của vận tốc. Còn ở câu F mà đi kèm độ lớn của vận tốc. Đấy, nào bắt đầu suy nghĩ nhá. Nào, cái câu G này các bạn tìm được kết quả chưa? Cứ liên quan tới vận tốc thì các em phải nhớ là vẽ cái đường tròn đa trục ra nhé. Các bạn chú ý vào. Cứ liên quan đến vận tốc là phải vẽ cái đường tròn đa trục ra. Và nhớ cái trục của vận tốc của chúng ta là thẳng đứng từ trên xuống dưới nhé. Đấy, chú ý vào. Và rõ ràng cái thời điểm ban đầu chúng ta nó vẫn ở đây, nó không thay đổi gì cả. T bằng 0. Đúng chưa? Và -24 pi căn 3 thì sẽ ở miền âm của vận tốc, tức là ta phải lấy từ đây hất lên đây. Đây là miền âm vận tốc này. Được chưa? Và cái vị trí này nó cũng sẽ cắt đường tròn tại hai điểm. Và các bạn thấy là 24 pi căn 3 đúng không? So với cả 48 pi thì các bạn thấy là nó có tỷ số là 1 phần mấy đây? Nó có cái tỷ số là 1 phần 2. À, nó có tỷ số là bằng căn 3, đúng không? Nên chắc chắn là góc ở đây của chúng ta nó sẽ là góc 30 đấy. Nhưng mà góc 30 là góc nào thì phải vẽ hình ra, phải chú ý vào. Đó, thì các chú ý là cái này nó là -24 pi căn 3 này. Được chưa? Thì rõ ràng góc này, rồi, nó tỷ lệ đang là căn 3 này, góc này chúng ta sẽ là 30 độ. 30 và góc này là 60 độ. Đó, và rõ ràng trong bài toán này trong một chu kỳ chúng ta chỉ đi qua cái vị trí đó có 2 lần thôi, có 2 lần thôi, đúng không? Vậy bạn suy ra là q bằng 2 và lập tỷ số n trên q thì cái này bạn ra ngay nó là 1011,5 nhá, 1011,5. Bạn thiết lập ngay delta t của chúng ta ở đây nó chính là bằng lấy phần nguyên là 1011 chu kỳ. Thì sau 1011 chu kỳ vật đã đi qua vị trí đó là bao nhiêu đây? Là 2022 lần và thiếu một lần còn lại đúng không? Vậy bạn quay từ đây đến đây. Bạn quay góc bao nhiêu đây? 60 này. Góc trên này cũng là 60, vậy quay thêm là 120 độ nữa, đúng không nhỉ? Vậy cộng 120 nhân t chia 360 độ. Và đây các em có ngay được cái thời điểm của chúng ta nó bằng bao nhiêu đây? 1011 nhân 0,5 cộng với cả 120 0,5 trên 360. Thì bạn tìm ra là 1517 phần 3 đúng không? 1517 phần 3 giây. Đấy, thì đây đó chính là cái đáp án của câu G.